Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 4, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách pháp luật trong đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mai Văn Hải, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Theo báo cáo của tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng và các văn bản chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung công việc, phân công nhiệm vụ, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Thủ trưởng cũng như viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh đã nhận thức đúng đắn và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua quá trình thực hiện, bước đầu Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nhất định như đã sáp nhập các đơn vị sự nghiệp có chức năng nhiệm vụ tương đồng, quy mô nhỏ để giảm đầu mối, sắp xếp lại trường lớp, bố trí học sinh để đảm bảo công tác dạy và học trong điều kiện thực hiện giảm 10% biên chế, thực hiện nghiêm số chỉ tiêu biên chế được giao, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Đã hoàn thành việc mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, qua đó từng bước cơ cấu lại đội ngũ viên chức trên cơ sở đề án vị trí việc làm được phê duyệt, giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo quy định. Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thiện cơ chế tài chính, thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện. Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên đã nêu rõ sự quan tâm của tỉnh đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó nhấn mạnh Thanh Hóa là tỉnh đi đầu trong sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp và thực hiện tinh giản biên chế. Qua quá trình thực hiện đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong bộ máy và sự đồng thuận cao trong cán bộ công chức viên chức, ngân sách chi cho các đơn vị sự nghiệp giảm, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Nêu bật một số vấn đề đặt ra trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, thực hiện tinh giản biên chế và giao tự chủ tài chính, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị Chính phủ, Quốc hội cần có quy định rõ ràng hơn về cơ chế đặt hàng của nhà nước, có cơ chế để xã hội hóa việc đặt hàng đối với các đơn vị sự nghiệp, đồng thời có quy định để bản thân các đơn vị cũng phải tự đổi mới để tồn tại và phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị việc thực hiện nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần có sự linh hoạt, không máy móc, nhất là trong sáp nhập các trường học và trạm y tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, phải có nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu biên chế trong lĩnh vực giáo dục. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao quá trình thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thanh Hóa. Để giúp đoàn giám sát có đầy đủ thông tin, đồng chí đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra soát lại số liệu, bổ sung và làm rõ thêm các nội dung theo yêu cầu của đoàn, chia sẻ với những khó khăn của địa phương trong việc tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và những khó khăn mà các đơn vị này đang gặp phải. Đồng chí tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của tỉnh để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hôm qua ngày 24 tháng 4, phát biểu tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh, kết quả công tác chuyển đổi số sẽ tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Chuyển đổi số phải đảm bảo phục vụ lợi ích nhân dân và đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh thành phố trong cả nước.
Dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các sở ngành chức năng. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 4 tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã ban hành các văn bản chính sách để hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số. Đến nay, đã có 21 bộ ngành và 62 địa phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. Các cơ quan nhà nước tiếp tục khai thác, vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia trong quản lý, điều hành kinh tế xã hội. Đến hết quý 1 năm 2024, đã có 14 bộ ngành và 52 địa phương đã ban hành danh mục cơ sở dữ liệu theo quy định, đạt tỷ lệ 77%, tăng 11% so với năm 2023. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn. Vì vậy, các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, các bộ ngành địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, lựa chọn các nhiệm vụ phải có trọng tâm trọng điểm, có kế thừa ổn định, đổi mới và phát triển. Các bộ ngành, các địa phương cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần phải ưu tiên bố trí nguồn lực và tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt, huy động mọi nguồn lực xã hội để cho phát triển và chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số tạo nền tảng cho chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng số, công dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển và đẩy mạnh an ninh mạng nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp, quyền không gian mạng quốc gia từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương và yêu cầu quyết liệt triển khai mạnh mẽ, thực chất các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch hành động, chương trình chuyển đổi số, đảm bảo mỗi nhiệm vụ được triển khai phải mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững. Hôm qua ngày 24 tháng 4, đoàn công tác của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 tại huyện Bá Thước. Tính đến hết năm 2023, trong tổng số 14 chỉ tiêu thực hiện theo chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước có 8 chỉ tiêu đã hoàn thành, 6 chỉ tiêu đang phấn đấu hoàn thành. Dự kiến đến năm 2025, huyện Bá Thước có 12 trên 14 mục tiêu hoàn thành kế hoạch. Hai mục tiêu sẽ phải nỗ lực hết sức mới có thể hoàn thành là chỉ tiêu về tỷ lệ tăng thu nhập bình quân, tỷ lệ số xã thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Từ năm 2021 đến năm 2023, huyện đã giải ngân trên 84% trong số vốn được phân bổ 94,6 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 95,7%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình, huyện còn gặp một số khó khăn vướng mắc do có nhiều nội dung, cơ chế và cách thức triển khai mới so với giai đoạn trước. Trong khi đó, việc ban hành các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa kịp thời, có những nội dung sau 2 năm thực hiện đã phải điều chỉnh. Nhiều nội dung đã được bố trí vốn nhưng không thể triển khai, phải điều chỉnh hoặc giải ngân chậm. Tại buổi giám sát, huyện Bá Thước kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ các xã thôn vừa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở từ mức 40 triệu đồng lên 80 triệu đồng một hộ. Nâng mức hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thôn xã đặc biệt khó khăn. Đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia chương trình. Xem xét hỗ trợ kinh phí để huyện hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bá Thước từ năm 2021 đến nay, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào, thu hẹp khoảng cách vùng miền núi với miền xuôi. Đoàn giám sát đề nghị huyện Bá Thước tiếp tục ra soát các nhiệm vụ, lồng ghép các chương trình, nguồn vốn, bao gồm cả xã hội hóa để thực hiện hiệu quả chương trình, nhất là đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chương trình được thực hiện đúng mục tiêu và đạt hiệu quả cao nhất. Trong những năm qua, từ nguồn lực của nhà nước và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, hàng nghìn hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có thêm nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn còn hàng chục nghìn hộ nghèo, đời sống còn khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, cần được hỗ trợ về nhà ở.
Trong khi đó, nguồn lực của nhà nước, của tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình còn khó khăn. Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành chỉ thị số 22 về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, phấn đấu để mọi người dân Thanh Hóa có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống và thoát nghèo bền vững. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng chung tay ủng hộ kinh phí, nguồn lực để các gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hôm qua ngày 24 tháng 4, thành phố Thanh Hóa đã phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ còn khó khăn về nhà ở theo tinh thần chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Buổi lễ phát động được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị thành phố Thanh Hóa và kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu ở các phường xã. Với tinh thần thành phố vì cả tỉnh, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, các cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và công chức người lao động các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố Thanh Hóa đã ủng hộ số tiền trên 4 tỷ 700 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 59 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi đông đảo tổ chức doanh nghiệp và nhân dân chung tay hỗ trợ các hộ còn khó khăn về nhà ở. Mục tiêu của thành phố Thanh Hóa là từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 sẽ vận động kêu gọi hỗ trợ xây dựng ít nhất 200 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố và các huyện trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ là 80 triệu đồng một căn nhà xây dựng mới và 50 triệu đồng cho trường hợp sửa chữa nhà ở. Trước mắt, thành phố Thanh Hóa sẽ ưu tiên hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho các hộ khó khăn. Sau hơn một tháng tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn được 27 đội thi xuất sắc nhất tham dự hội thi cấp tỉnh diễn ra vào ngày 26 tháng 4 tới. Các đội đang gấp rút chuẩn bị sẵn sàng cho hội thi cấp tỉnh. Theo thể lệ cuộc thi, riêng phần thi thực hành sẽ có 6 trên 8 thành viên đội thi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu người và cứu tài sản với các nội dung dập tắt hoàn toàn 3 điểm cháy giả định, cõng 2 người bị nạn đi cấp cứu và di chuyển 6 vật nặng lên đến 50 kg. Điều này đòi hỏi các thành viên phải rèn luyện thể lực, bố trí sắp xếp các vị trí hợp lý để tiết kiệm thời gian, chuẩn bị đầy đủ thiết bị và hậu cần nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong thời gian tập luyện. Khó khăn thật ở cái chỗ là chúng tôi tuổi cao, thế nhưng mà xác định là cái trách nhiệm của mình và coi như để về lan tỏa cho mọi người nên chúng tôi sẽ cố gắng. Lý thuyết thì phải nói là học, phải xác định được là coi như là nó sát thịt với thực tế thì coi như liên hệ thì nhớ được lâu và trả lời chính xác. Về phần thực hành thì nắm được cái vị trí vai trò trách nhiệm của mình, ví dụ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, các số nắm được cái trách nhiệm của mình thì coi như rèn luyện chắc chắn là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở cấp tỉnh, công tác chuẩn bị cho hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 cũng đã được hoàn tất trong hôm nay, 24 tháng 4. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng phối hợp với các cái phòng cơ quan chức năng để chuẩn bị các cái đầy đủ các cái điều kiện phương tiện để chúng ta tổ chức tham gia cái hội thi hội thao nó đạt theo đúng cái nội dung kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Trên tất cả các cái vị trí mà tổ chức thi thì đều có các trọng tài giám sát từ trọng tài chính, trọng tài giám sát tuyến cho trọng tài bấm dây. Thì các trọng tài này đã được tập huấn. Hội thi Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy được tổ chức trên toàn quốc trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024 nhằm cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao chất lượng của các thành viên thuộc mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng ở các khu dân cư. Tại Thanh Hóa, hội thi sẽ chính thức diễn ra vào 7 giờ sáng ngày 26 tháng 4 tới. Để thực hiện dự án quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội và 3 dự án khác, thành phố Sầm Sơn có 5 phường bị ảnh hưởng với hơn 400 hectare đất và 7.700 hộ. Xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn thực hiện nghiêm túc chặt chẽ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Vì vậy, đại đa số các hộ thuộc diện phải di chuyển đã an cư ở những khu đất mới. Gia đình ông Cao Sĩ Đặt từng có hơn 300 mét vuông đất ở đường Hồ Xuân Hương, con đường có vị trí đắc địa nhất ở Sầm Sơn.
dòng đất dù có giá trị thế nào thì đối với gia đình ông cũng chỉ là để ở. Giờ đây, từ mảnh đất tái định cư cùng với số tiền được bồi thường, gia đình ông đã xây dựng được căn nhà khang trang. Ngoài chỗ ở, gia đình ông còn có 12 phòng dịch vụ cho thuê để trang trải cuộc sống. Không đi thì lại không có những cái bồn hoa, cây cánh đường và những cái công viên này. Thì theo tôi nhận định là đường nào mình cũng phải hy sinh đi một chút để đưa lại cho cái thành bộ mặt cho thành phố Hồng Sơn. Đối với nhiều hộ gia đình khác, khi còn ở khu phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, để có được nơi ở khang trang chỉ là mơ ước truyền đời. Thế nhưng, sau khi tái định cư để nhường đất cho dự án, cuộc sống và công việc của các gia đình đều đã thay đổi theo hướng tích cực. Cái dự án, nếu mà ban dự án vào và bên quảng trường biến vào thì sẽ là một cái để mình hạnh cho lứa tuổi trẻ bọn em. Vì thứ nhất là có không gian để cho người dân tập thể dục và đi lại. Và thứ hai, vui chơi cho trẻ các em. Thứ ba nữa là tạo điều kiện và công ăn việc làm cho rất nhiều thanh niên, thiếu niên bây giờ. Chất lượng cuộc sống của người dân sau tái định cư được nâng lên là điều ai cũng thấy được. Cụ thể, với gia đình anh Lê Văn Long trước đây, một mình anh chạy xe điện, phục vụ khách du lịch trong mấy tháng hè, thu nhập bấp bênh. Giờ đây, khi được tái định cư ra mặt đường lớn, gia đình anh đã mở được quán ăn, cả nhà cùng tham gia lao động và có thêm thu nhập. Trước đây thì gia đình nhà em ở đường đất trong ngõ hẻm. Thì bây giờ dự án và thành phố phát triển và nhà em vào đây thì tạo điều kiện là có chuyển đổi đất vào đây thì tạo điều kiện đất kinh doanh nó phát triển hơn cho đại gia đình nhà em. Đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước, các gia đình ở khu vực tái định cư thực hiện dự án quảng trường biển, chụp cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn và các dự án khác đều đã nhanh chóng an cư để lạc nghiệp. Trong khi mình ở nông thôn mà được nhờ nhà nước đất cát, vậy bây giờ ra đây ở tiếng phải nghe tiếng xe chạy cũng là vang lừng lên nhau, hiểu chưa? Đúng không? Được thành phố ở là khoái lắm, nhất đời. Dự án kết nối với dự án đường nối đường, nhà nối nhà. Và cuộc sống của người dân cũng gắn liền với những đổi thay của thành phố. Một Sầm Sơn hiện đại, văn minh đang thực sự hiện hữu. Cuộc sống của người dân cũng dần sáng và vui hơn. Trong hai ngày 23-24 tháng 4, tức là ngày 15-16 tháng 3 âm lịch, huyện Như Xuân đã sôi nổi tổ chức lễ hội đình thi lần thứ 5 năm 2024. Nhiều nghi lễ truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ ẩm thực đặc sắc diễn ra trong lễ hội đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Lễ hội truyền thống đình thi được huyện Như Xuân tổ chức đại lễ 5 năm một lần nhằm tưởng nhớ công đức của danh tướng Lê Phúc Thành, người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc của dân tộc Thổ được thực hành trong lễ hội, như lễ rước kiệu từ di tích đình thi ra bộ tướng quân Lê Phúc Thành và ngược lại, nghi lễ tắm châu, lễ hiến châu và cúng thần. Trong cuộc sống đời thường, người ta rất là quý mến con trâu. Trong cái dịp lễ hội đình thi thì có cái phần dâng hương. Thì đây là một cái cử chỉ rất là tôn trọng, và người ta cũng muốn là khi mà trong cõi linh thiêng về tín ngưỡng thờ cúng thì người ta cũng muốn là gửi sang bên đó một con trâu để ông bà ca mẹ rồi là các vị thần linh cũng tiếp tục có con trâu này để cũng giúp cho bà con, và bên đó người ta làm cái việc mà cũng gắn bó với nhiệm vụ của nó, tức là cùng tham gia với người nông dân. Tham dự lễ hội đình thi năm nay, người dân và du khách còn được hòa mình trong không khí tươi vui của các trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống đặc sắc của các dân tộc Thái, Thổ, Mường, như múa dựng nhà mới, múa hát chống chiêng, tục cầu mưa. Hội diễn văn nghệ quần chúng, thi ẩm thực và thể dục thể thao truyền thống giữa các địa phương trong huyện cũng được diễn ra sôi nổi. Huyện Như Xuân cũng tổ chức các gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông lâm sản, sản phẩm ô cốp của huyện. Đây là dịp để huyện Như Xuân quảng bá, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh về văn hóa du lịch, nông nghiệp của huyện nhà đến với các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội đình thi là một lễ hội mà được gọi có thể là của người dân tộc Thổ, lớn nhất của người Thổ xứ Thanh, và đó là một cái cơ hội rất là tốt để chúng tôi có thể, những người tộc người Thổ có thể tìm hiểu thêm về những văn hóa cổ truyền của mình và thêm lòng tự hào, thêm lòng yêu quê hương và yêu dân tộc của mình. Và những hai ngày qua thì chúng tôi cũng đã mang những sản phẩm
của hợp tác xã và bản thổ tới tham gia lễ hội. Và với một cái lượng du khách rất đông đảo trong hai ngày qua thì tôi nghĩ đây là một cơ hội quảng bá rất là tốt cho tất cả các hợp tác xã. Hàng năm thì huyện Như Xuân chúng tôi cũng sẽ chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh tổ chức các lớp tập huấn truyền dạy các nghi thức như cúng tế, rồi đánh trống, đánh kèn, đánh chiêng, các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc thổ, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Ngoài việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của lễ hội đình thi trong đời sống tâm linh đấy, thì chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá, giới thiệu lễ hội nhằm thu hút đông đảo đến du khách đến tham quan trải nghiệm và là cơ sở để thúc đẩy cho huyện, cho du lịch của huyện Như Xuân phát triển. Với những giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử, lễ hội đình thi đang được huyện Như Xuân phối hợp với các cấp ngành có thẩm quyền xây dựng hồ sơ khoa học công nhận lễ hội đình thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thổ trong kho tàng văn hóa của Thanh Hóa và cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Những ngày này, thị xã Nghi Sơn đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho các hoạt động văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng sôi động hấp dẫn, mở đầu mùa du lịch hè năm 2024. Ngay từ những ngày đầu tháng 4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại khu du lịch biển Hải Hòa đã tập trung tân trang, hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung các hạng mục chưa đạt tiêu chuẩn, sẵn sàng đón khách đến với vùng biển xinh đẹp này. Khách sạn tôi đã xây dựng cách đây được 3 năm, nhưng mà mong muốn của tôi nói riêng và cũng như tất cả những các cái chủ cơ sở ở trong Hải Hòa thì đều mong muốn là sẽ làm thế nào để có những cái vật chất cơ sở được chuẩn bị nó tốt nhất, cũng như công tác phục vụ để cho khi khách đến với lại du lịch biển ấy, thì sẽ có ấn tượng chung về Hải Hòa chứ không phải riêng cá nhân của Garden. Nên là mọi cái công tác chuẩn bị thì khách sạn và mọi cái đều nó phải được mới mẻ như lúc ban đầu, thì cố gắng sạch sẽ và những công tác phục vụ nó được tốt nhất. Thị xã Nghi Sơn hiện có 110 cơ sở lưu trú du lịch với 5.000 phòng nghỉ. Ngoài những hạng phòng cơ bản của các cơ sở lưu trú, thì những năm gần đây đã xuất hiện thêm loại hình lưu trú homestay tại các hộ gia đình, giúp du khách có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi được hòa mình vào thiên nhiên. Cái sự khác biệt mà homestay bên gia đình chúng tôi ấy, có được đó chính là cái không khí, không gian mà mở để mọi người cảm thấy là sẽ có hòa mình với tự nhiên nhất và gần biển nhất. Để khi mà đi du lịch ấy, mọi người sẽ tận hưởng được những cái mà thiên nhiên đấy của không khí biển mà để mà sau mà bao nhiêu cái ngột ngạt của cuộc sống mọi người sẽ cảm thấy được thư giãn rất. Thời gian gần đây, sản phẩm du lịch biển của Nghi Sơn đã tạo dựng được thương hiệu trong và ngoài tỉnh, trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, khả năng thu hút khách với các khu vui chơi giải trí đẳng cấp, nhiều loại hình du lịch mới tại khu du lịch Hải Hòa, Bãi Đông, Đảo Mê. Để chào đón mùa hè rực rỡ năm 2024, vào 20 giờ 10 phút ngày 26 tháng 4 tới đây, tại sân khấu Quảng trường Biển, khu du lịch biển Hải Hòa sẽ diễn ra lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn. Cùng với đó là hàng loạt sự kiện văn hóa thể thao được tổ chức, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương để phục vụ du khách. Với mục tiêu là xây dựng du lịch thị xã Nghi Sơn an toàn, thân thiện, hấp dẫn và du khách đến với thị xã Nghi Sơn là một hành trình trải nghiệm và khám phá. Thị xã Nghi Sơn hy vọng là sẽ làm hài lòng du khách đến với du lịch thị xã Nghi Sơn và chúng tôi là sẽ tổ chức thành công lễ hội du lịch Nghi Sơn để cùng với toàn tỉnh chúng ta xây dựng cái hình ảnh du lịch của tỉnh Thanh Hóa là hấp dẫn, thân thiện trong lòng du khách. Thị xã Nghi Sơn đang hoàn thành những công việc cuối cùng như vệ sinh môi trường biển, chỉnh trang đô thị, lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, sẵn sàng cho những hoạt động văn hóa du lịch nghỉ dưỡng hè sôi động, hấp dẫn với mục tiêu đón hơn 1,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 2.300 tỷ đồng trở lên trong năm 2024. Năm 2024, Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 121 sản phẩm OCOP, trong đó có 15 sản phẩm 4 sao. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng và cũng rất khó khăn do nhiều nội dung mới bổ sung của Bộ Tiêu chí OCOP giai đoạn 2021-2025. Vì thế, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đang phối hợp cùng các địa phương chủ thể đăng ký tập trung triển khai các nội dung tiêu chí, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2021, miến gạo Thăng Long là sản phẩm đầu tiên của huyện Nông Cống được công nhận OCOP 3 sao. Sau khi đạt chuẩn,
hợp tác xã tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng, mua thêm máy móc để nâng cao sản lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện nay, hợp tác xã đang đấu mối với các đơn vị liên quan xin cấp quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, hoàn thành tiêu chuẩn OCOP 4 sao trong năm 2024. Đây cũng là một trong những tiêu chí để xã Thăng Long phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi cũng đã hoàn thiện được các cái hồ sơ như thế là quy hoạch vùng trồng nguyên liệu mở rộng. Như khoảng năm ngoái thì chúng tôi mới chỉ 120 hectare, thì chúng tôi mạnh dạn tới đây sẽ mở rộng lên 400 hectare vùng nguyên liệu để cho nó đáp ứng được cái nhu cầu về cái nguyên liệu cho sản phẩm để sản xuất ra cái sản phẩm miến gạo Thăng Long. Đặc biệt hơn nữa thì chúng tôi vẫn chú trọng về cái chất lượng và đang tìm ra các cái giống mới. Sau 3 năm khi mà được chứng nhận cái sản phẩm miến gạo của Thăng Long được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao ấy, thì nó cũng đã góp phần vào cái sự phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt là giải quyết được cái công ăn việc làm cho cái lực lượng lao động phụ ở tại địa phương. Trong cái thời gian tới thì về phía địa phương là đang phấn đấu để cái miến gạo được nâng lên là cái sản phẩm OCOP 4 sao. Để đạt OCOP 4 sao, các sản phẩm phải đạt các tiêu chí cơ bản như sử dụng nguyên liệu và lao động địa phương, năng lực về sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng tiếp thị. Vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, của địa phương, các chủ thể sản xuất đã chủ động đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm nhằm phát triển thị trường. Ngoài ra, theo quy định mới bổ sung, các sản phẩm OCOP 4 sao phải được chứng nhận sở hữu trí tuệ, có liên kết vùng nguyên liệu, năng lực mở rộng thị trường, sản phẩm phải nổi trội và đặc sắc. Đây được xem là những tiêu chuẩn khó đối với các chủ thể sản xuất. Ủy ban phòng nông thôn mới chúng tôi đã xác định một số cái nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho các chủ thể, cho các cấp ủy đảng và các cái tổ chức đoàn thể. Thứ hai là tổ chức các cái cuộc tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh để có cái kiến thức thực tiễn cho các chủ thể OCOP. Thứ ba là chúng tôi đã phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá và lựa chọn các sản phẩm 3 sao có tiềm năng để tiến hành hỗ trợ, hướng dẫn, đưa vào chương trình để chúng ta chuẩn bị đánh giá 4 sao. Việc đạt chuẩn OCOP 4 sao sẽ tạo điều kiện cho sản phẩm quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế. Qua đó, góp phần cùng các địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Từ 45 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật, đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chỉ còn 5 điểm tồn lưu có nồng độ chất ô nhiễm cao hơn so với quy chuẩn. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong công tác xử lý môi trường đất tại các điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian qua. Đây là địa điểm trước là kho vật tư nông nghiệp thuộc địa bàn thôn 5, thôn 6, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn. Sau khi ngừng hoạt động, kho vật tư này tồn lưu lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường. Năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã triển khai dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư tại đây. Đến nay, dự án đã xử lý 1.140 m2 đất ô nhiễm, 1.780 m2 đất ô nhiễm bằng phương pháp hóa chất kết hợp với vi sinh, xây dựng hệ thống tường neo màng chống thấm bằng gạch để ngăn ngừa lan tỏa thuốc bảo vệ thực vật trong đất còn lại sau quá trình xử lý hóa học. Tới đây, dự án sẽ xây dựng trạm xử lý nước cấp với công suất 200 m3 một ngày đêm. Tôi ở đây là không có cái vấn đề gì hết á. Làm ăn bình thường không có một cái gì chắc chở cả. Mà coi như là tôi bây giờ 80 tuổi mà tôi đang còn ra vườn tôi đang sáu của được mà được. Sau khi giải thể cái khu thuốc sâu thì được sự quan tâm của các cấp là đã xử lý và đến nay là các hộ dân sinh sống bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Đối với địa phương ấy, thì thường xin tuyên truyền cho nhân dân. Đấy là nguyên trạng là giữ nguyên. Cái thứ hai là quan tâm tạo điều kiện cho địa phương. Thế đến bây giờ là nhân dân là được dùng nước sạch, không phải dùng nước giếng khơi hoặc giếng khoan như trước đây. Cái hai là các cái sản xuất đời sống thì diễn ra bình thường. Trước đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 82 cơ sở điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để, trong đó có 45 điểm tồn lưu hóa chất thuốc bảo vệ thực vật.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Phân tích và Chuyển giao Công nghệ Môi trường khảo sát, lấy mẫu, đánh giá hiện trạng và xử lý môi trường tại các điểm này. Đến nay đã có 13 điểm được xử lý triệt để ô nhiễm và rút khỏi danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 27 điểm có nồng độ ô nhiễm thấp hơn quy chuẩn được đề nghị ra khỏi danh sách ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện trên địa bàn tỉnh chỉ còn 5 điểm tồn lưu có nồng độ chất ô nhiễm cao hơn so với quy chuẩn cần xử lý triệt để. Trong thời gian vừa qua thì Sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh để xây dựng cái dự án, tiếp tục điều tra để đánh giá cụ thể xem là cái dư lượng còn lại là nó bao nhiêu, để từ đó xây dựng cái kế hoạch cụ thể để mà giải quyết triệt để cái vấn đề này. Thì đồng thời thì Sở cũng đã báo cáo với Bộ Tài nguyên Môi trường để có những cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho địa phương để tiếp tục xử lý, vì cái liên quan đến xử lý các chất thực vật thì nó yêu cầu kinh phí khá là lớn. Đấy, cho nên là nguồn kinh phí này thì Sở cũng mong muốn là có Bộ Tài nguyên Môi trường để xem xét để hỗ trợ thêm cho tỉnh. Từ những kết quả đạt được trong việc xử lý môi trường đất tại các điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản gửi các địa phương để quản lý, cảnh báo các tác động có thể xảy ra để có những khuyến cáo kịp thời giúp người dân yên tâm sinh sống, sản xuất và phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.